Rapper Táo và hot TikToker Thiên Ân công khai thân mật bên nhau. Mới đây, giữa đêm ngày 6 tháng 6, cặp đôi rapper Táo và hot TikToker Thiên Ân đã công khai trao nhau nụ hôn, khẳng định đang yêu nhau. Được biết rapper Táo là một chàng rapper có ngoại hình mủm mĩm dễ thương nhưng lại hát nhạc rất sầu đời. Còn hot TikToker Thiên Ân được biết là một cô nàng vui tươi và năng lượng. Cặp đôi này chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ đấy chứ. Bạn ơi, nhìn hai bạn vui quá, cho mình phỏng vấn được không ạ? Được. Cho mình hỏi á, là mức lương hàng tháng của hai bạn bao nhiêu mà mình có thể vui vẻ được như vậy ạ? Câu hỏi này nhạy cảm quá, chúng tôi có thể che mặt được không ạ? Vậy mình xin phép che mặt bạn nữ nha, còn bạn nam tự che nha. Trả lời đi. 2, 3, 2 triệu.